Vâng, xin chào bác, chào mừng bác đã trở lại với trang chính của mình xưa. Trước tiên là rất cảm ơn các bác luôn quan tâm tới em và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Bác nào mà chưa kênh của em hãy đăng ký kênh màu đỏ góc phải bên dưới video và nút biểu tượng quả chuông để mỗi khi lên video hệ thống sẽ gửi nhắn rất nhanh xuống thoại bác. Vì ngày nào, hàng ngày em đều có video. Để tránh mất thời gian thì em sẽ vào phiên ngày nay. Phiên ngày nay em có một cái kính đó là dây băng Aviator size 6214 mắt màu xanh RV3. Đây là size 62 nhưng mà nó size khá to. Và sẵn chuối cờ. Với cái dòng này em thì toàn chỉ hợp với cả 58 và 60 thôi. Nhưng đây là size 62. Và ba dòng thì trước tiên đi tổng quan bên ngoài trước và sau đó đi chi tiết bên trong bao gồm có cái gì. Mọi thông tin chi tiết về kính thì bao giờ hết rồi. Luôn luôn ghi trên dưới video. Kèm theo những cái địa chỉ rất là lâu năm và số điện thoại lâu năm và giá cả rất là rõ ràng để mặt chi tiết. Các bác nào ở Hà Nội gần Hà Nội qua địa chỉ nhà em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, số điện thoại là 0915666826, nó cũng là số điện thoại Zalo. Các bác ở tỉnh ở xa thì hết sức yên tâm rằng em sẽ gửi bằng phương tiện bưu điện ô tô, máy bay, tàu hỏa, phương tiện gì nhanh nhất, hợp tình, hợp lý, hợp phí gửi phương tiện đó. Thời gian gửi từ 1 đến 2 ngày, chậm nhất là 3-4 ngày, tùy theo thiên tai, dịch bệnh, bão lũ nhé. Dây băng Aviator size 624 bọc vàng, kính được sản xuất dạng thập niên 1960. Mọi thông tin chi tiết về kính em luôn ghi bên dưới video, kể cả đồ cổ, đồ xưa, đồ gì thế. Rất là rõ ràng luôn. Ở đỉnh cầu trên thì nó có chữ BNL, dây băng USA, còn này lên cả tiết đĩa nữa kìa. Lộn. B và L. Các bác nào mà xem video cảm thấy mờ, rõ ràng yêu cầu em gửi ảnh trực tiếp qua Zalo. Em sẽ chụp từ 30 đến 40 kiểu ảnh kèm thêm video ngoài trời để phản ánh đúng chân từng chân thực nhất của cái kính đó, sản phẩm đó, sản phẩm gì. Ở gầm cầu dưới thì nó có chữ B và L, 1/10, 12K các em. Tất cả thông tin về kính hơn 5 năm qua thì hay là tất cả đồ cổ. Về cơ bản thì là em giới thiệu rất là cẩn thận, chi tiết, tỉ mỉ. Đó. Đó là cái giá trị gốc rễ nhé. Về sẩn chơi cờ này, đỉnh gầm cầu dưới nhé. Con này là size 62, dây băng bọc vàng size 62 nhé. Giá cực kỳ mái, vào những mùa Covid này thì em có những cái giá cực kỳ mái. 11.800.000 hay gọi là 11.800k, 11.800.000 hay gọi là 11.800k. Sản phẩm bán ra thì luôn luôn được bao check, bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ, bác yên tâm về giá cả và về chất lượng sản phẩm. Về hình thức mua bán, bác nào chuyển khoản qua ship, bác nào chuyển ship code thì vui lòng là cả 100k, đó là cái bên em từ xưa nay này. Về thời gian bán hàng từ 7 giờ sáng đến 2-3 giờ, vẫn từ 7 giờ sáng đến 1 giờ tối, tất cả ngày trong tuần không nghỉ nào, kể cả ngày lễ ngày Tết. Với điều kiện các bác điện thoại trước xem, tránh tình trạng đến lượt xuất quán gửi hàng, giao lưu đồ cổ đồ xưa, đặc biệt hơn là đi thẩm định và đánh giá đồ cổ đồ xưa cho tất cả anh em bạn bè người thân. Các bác nhớ là điện thoại trước để em minh tiết đoán từ xa tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội và lắng nghe thấu hiểu những cái gì bác nói, tư vấn chuyên sâu từ sổ đồ cổ đồ xưa từ xa cho bác. Lần sau bác mua bán ở trong nước hay ngoài nước luôn luôn tự tin chiến thắng, đó là cái giá trị cực kỳ lớn khi đến với những cái shop đồ cổ, nơi bán đồ cổ đồ lâu năm có thương uy tín ở Hà Nội, Sài Gòn, em và mấy anh em chưa đồ cổ bán đồ cổ là 20 năm, 30 năm, ngay cả số điện thoại là hơn 20 năm đấy. Khuyến cáo bán tại nhà nhé, của những nơi bán đồ cổ đồ xưa lâu năm thương uy tín, hay là quần áo, giày dép, ví thiết lưng hàng hiệu của những anh em bán đồ giày dép, ví thiết lưng hàng hiệu Hà Nội hay Sài Gòn và nhiều tỉnh khác thì đừng làm bảo thì các nhà pháp lý, đấy mới là kinh nghiệm. Khuyến cáo bán tại nhà để mục sở thị là có làm sao mới để nhân vạ được. Chứ còn bây giờ em nói các bác, bây giờ rất nhiều đối tượng xấu họ bán hàng qua gian hàng ảo, những trang mạng xã hội, không địa chỉ, không số điện thoại, thế mà nhiều người vẫn cứ lao đầu vào mua và rất nhiều người bị dính cú lừa, quả lừa ngoạn mục. Bởi vì sao? Bởi vì những đối tượng đó họ chỉ mua bán, chỉ nhắn tin qua phần mềm, qua các app, rồi đến phần nhắn tin qua Messenger, tin nhắn. Sau khi các thắc mắc gì thôi thì nó cũng chả trả lời, thậm chí là chặn số, chặn Zalo, rất nguy hiểm. Rất nhiều đối tượng xấu họ mua bán là theo kiểu là mua bán hẹn ở đường, chỗ này hẹn chỗ nọ, chỗ kia hẹn cà phê, không hẹn cà phê được mà nó hỏi anh ở đâu, em mang qua anh xem bưng mua thôi. Rất nhiều anh em bị dính trong cái chiêu trò đấy. Đấy là những đối tượng họ bán qua những gian hàng ảo, những trang thương mại tử, bán qua app, không địa chỉ, không số điện thoại. Rồi những đối tượng bán qua những trang mạng xã hội thì lại không có địa chỉ, mỗi số điện thoại không thôi, thậm chí không số điện thoại không. Mà có những đối tượng còn lưu manh ở chỗ là nó sử dụng những cái trang mạng xã hội có lượng follow rất lớn, như Facebook, Instagram, rồi Twitter, nó có lượng follow của 22.000 người, em chứng kiến có đối tượng là 22, tức là 22.000 người, rồi là mấy chục nghìn người sử dụng số điện thoại tam quy tứ quý, nhưng chỉ cần một cái lợi ích nhỏ đó là nó lừa được cái món đồ gì bán được vài triệu, vài chục triệu, sẵn sàng nó bỏ cả cái trang luôn và nó bỏ cả cái số điện thoại luôn. Đấy là gốc rễ kinh nghiệm. Tại muốn biết là sao bác phải chọn cái địa chỉ lâu năm và số điện thoại lâu năm là cái số Vinaphone.
Đấy, số Vinaphone từ những ngày đầu năm 1996, khi mà số Vinaphone và những năm sau đó đều là số không, đầu số của nó là 091 nhá. Đấy. Chứ còn em nói các bác là còn 092, 093, 094 hay là 095, 096 thì em nghĩ là nó là về sau này. Phải là cái số Vinaphone 091, có những cái số đồ cổ đồ xưa lâu năm ở Hà Nội, Sài Gòn. Nhưng anh em đều có những cái thương hiệu uy tín rồi. Và thứ hai nữa là người ta có thể thẩm định và định giá, đánh giá được cái đồ cổ đồ xưa là cái gì. Đấy, còn những cái đối tượng xấu kia thì nó chỉ nhanh chóng nó bán thôi. Bởi vì anh phân tích các bác nhá. Bởi vì những đối tượng này họ lập ra những cái trang, những kênh mới chỉ vào 1 năm, năm rưỡi, 2 năm thôi mà đã lượng kênh đăng ký kênh là 10.000, 15, 20.000 người đăng ký kênh theo dõi. Nó thuê một đơn vị thứ ba quảng cáo marketing xem để like, để view, để đăng ký kênh theo dõi những kênh một cách chóng mặt, chóng mặt. Rất là nguy hiểm. Trong cái đó em bác, các bác để ý kênh của em nó chỉ có 1.900 mà hơn 5 năm. Bởi vì sao em làm cách hữu sẹo tự nhiên hướng, không có like, không có view, không có thuê đơn vị nào quảng cáo cả. Tự làm cách chân tình, chân thật, chân thành nhất. Đấy. Và tư vấn về đồ cổ ba mặt, tất cả mặt đồ cổ đồ xưa cho ông. Đồng hồ, kính mút, nhẫn bật lửa, đồ cổ đồ xưa, đồ độc, đồ lạ, đồ hiếm, ấm chén, mạ vàng, bình, đèn dầu, xe đạp, xe máy cổ. Đấy, giờ đồng hồ đô, vai mò, đồng hồ cũ, đồng hồ cây, đèn dầu, đèn chùm, đèn treo tường. Tự hỏi các bác những cái đối tượng xấu làm sao mà tư vấn, cố vấn chuyên sâu được. Bởi vì những cái năm tháng em buôn ba nước ngoài là đã có đôi chút kinh nghiệm rồi. Đấy. À, một phiên nào đó thì em sẽ tư vấn chuyên sâu thêm cho các bác về vấn đề là những ngày giãn cách xã hội, là những đối tượng xấu họ có những cái chiêu thức tinh vi lừa đảo như thế nào và ra làm sao. Thì vào thời điểm nào đó em sẽ tư vấn chuyên sâu vấn đề đó để cho các bác nắm bắt được, để phòng, để làm sao anh em, người nhà, người thân phòng tránh được, đặc biệt là trẻ con cũng như người già, là không bị chúng có những điện thoại nặc danh bên đoạn bên kia rồi điện thoại đe dọa để mà làm theo hướng dẫn để đánh cắp tài khoản. Đấy, một lần nữa rất cảm ơn các bác luôn quan tâm và thời gian xem video của em vừa dài vừa thô. Bác nào mà chưa kênh của em để nút đăng ký kênh màu đỏ và nút biểu tượng chuông, để mỗi khi lên video hệ thống YouTube sẽ được nhắn rất nhanh đến số điện thoại của bác vì ngày nào hàng ngày để video. Vâng, xin chào và gặp lại các bác phần sau nha. Và cái kính nó có giá là 11.800.000, đó là dây băng aviator size 62 mắt màu xanh và V3. Xin chào.